mà cứ áp dụng những cái kỹ thuật thanh nhạc kiểu như thế vào những ca khúc thì không bao giờ nó phát triển được. Được khán giả trẻ khán nghe như thế rồi. Chọn bài nào được em hát thử cho anh nghe mà nó hiện đại, nó mới, nó trẻ đúng như lứa tuổi của em. A few moments later. Tại vì mấy tụi em kiếm mấy tập thôi. Không, chị nghe chất giấc và chị hiểu rồi. Em hiểu về tập thi. Tại vì nếu mà kết hợp thì nó phải ra một cái gì đấy cực kỳ đặc biệt. Còn nếu em là thí sinh sinh may son mà em vào đến chung kết mà đến cái vòng này em lại chọn bài chống vắng thì chị đánh giá thấp. Tự tin với sáng tác của mình hay sao? Dạ không phải, tại vì thứ nhất là bài của em sợ là sợ bạn học bài của em không kịp. Với lại bài của em nó mang chất riêng của em nhiều hơn. Nó nên em sợ là bạn nữ hát sẽ khác hơn được em, nên em chọn một bài đó để phù hợp với bạn hơn. Mọi người thì cứ có cái tư duy là đi thi là phải hát những cái bài như này, những cái bài quãng cao rồi là hát vào một cái là vào được khúc cao để cho giám khảo nghe được cái chất giọng của mình. Và thực ra em nói chuyện thì thầm thôi là chị cũng đã biết chất giọng của em rồi. Cho nên là nếu mà em có đi thi những cái vòng sau em cứ tự tin hát những cái gì mà em cảm thấy hợp với em nhất. Em đừng lo là giám khảo không thể nghe ra được giọng của em. Em hát quãng trung người ta cũng nghe được em hát hay hay hát dở mà. Nếu như mà tụi em chuẩn bị không sẵn sàng thì tại sao hai đứa lại đi thi? Em cũng muốn bạn nữ của em, bạn của em thì đúng muốn được gọi là có nhiều cơ hội hơn, có nhiều cơ hội gọi là hát trên sân khấu lớn hơn và có nhiều cơ hội sau này hơn. Bởi vì em biết khả năng của bạn có thể làm hơn được nhiều hơn. Năm nay là cái năm đầu tiên của em thi. Nói chung là em không còn nhiều cái em chưa biết đó. Chị thấy bình thường mà, có gì đâu hả? Bình thường không? Chọn hai bạn vui là được. Có đi tiếp hay là đi nào nó không quan trọng. Hôm nay thử giọng là biết là đấy là thực ra chị cho em vào thì cũng dễ lắm, nhưng mà kiểu gì vào rồi là cũng như thế thôi. Tại vì là chưa đủ. Hãy đi thi khi cả hai người đều sẵn sàng. Tại đi thi ai cũng muốn được giải nhất, không ai muốn được giải nhì. Chứ đừng nói là vào đến vòng nào. Không ai nói là tôi đi thi tôi chỉ muốn được vào được vòng này thôi. Không, tôi đi thi tôi phải được giải nhất thì mới đi thi. Em có tự tin là em giải nhất không? Em không tự tin giải nhất, nhưng mà em có thể tự tin là em đi sâu được. Sau cái chương trình Sing My Song này em cảm thấy em tự tin hơn nhiều so với trước đây. Cái chuyện mà em tự tin hơn qua qua các vòng ấy nó là một cái tốt. Chuyện thái độ tự tin nó là cái tốt. Nhưng mà cuối cùng vẫn là cái thực lực của mình. Chị thấy cái giọng hát của em nó chưa đủ để thi với các bạn ca sĩ. Nếu em thi Sing My Song với giọng hát của em nó đủ để thi với các bạn nhạc sĩ, các bạn songwriter, ok. Rồi về tập thêm. Cảm ơn em.